Xin chào các bạn, mình là Hợp. Hôm nay mình có về trên tay được một em uh, Breguet Và em Breguet này phải nói là có giá là cực kỳ hấp dẫn anh em nhé à, Đây là một chiếc Breguet dòng Classic Và em nó sẽ sử dụng bộ máy có tính năng là có kim bào cót Power Reserve Và có một cái tính năng rất đặc biệt đó là kim dây giật Retrograde à, Chiếc này của mình thì sẽ có bóc đầy đủ à, Và... À, nó trước này thì nó thất lạc cái sổ certificate các bạn ạ vì trước này là mua lại của một người nước ngoài nó còn bóc thì bóc gỗ luôn ốc chó thì rất là đẹp à, và trước này thì bù lại thì nó có cái mức giá phải nói tuyệt vời à, với chiếc đồng hồ này thì cái giá hãng của nó rất là cao giá hãng của nó thì theo như mình tìm hiểu là 22.500 đô la Mỹ thì nếu như các bạn nhân với cả cái tỷ giá là 24 bây giờ thì nó cũng khá là cao nó phải lên quanh khoảng trên 500 triệu một chút. À, còn bù lại thì bây giờ thì cái mức giá của nó rất là tuyệt vời. là Mức giá chiếc này mình giao lưu đến với anh em là 225 triệu các bạn nhé. À, đây là một chiếc uh, Breguet Classic có thân là 39mm và nó sẽ có phần lắc tu lắc. Và khoảng tầm 46, 46mm, 46 47mm rất là dễ đeo. Và như các bạn thấy ở đây thì tay mình khoảng 18 5 Đeo lên tay thì hoàn toàn là thừa. Với chiếc đồng hồ này thì anh em chỉ cần tay khoảng 16.5 là chúng ta đeo là đẹp rồi. Về mặt số thì vẫn giữ truyền thống mặt số Swiss Gloshman Gil của Breguet thì mặt số của chiếc này cũng được làm như vậy với mặt số được làm là thủ công, à, mặt số bằng vàng được làm thủ công và sau đó là được khắc những cái vân những cái vân Gilog này bởi cái máy Rossi Engine và sau đó là được phủ lên 3 lớp bao gồm cả lớp bạc nữa cho nên các bạn sẽ có một cái mặt số Swiss Lodge Mên này à, với Breguet thì lúc nào các bạn cũng sẽ có như các bạn thấy ở đây đó là kim mắt ngỗng Breguet rất là đẹp và ở phía trên này thì chúng ta sẽ có một cái kim bào cót à, với con số mắc cót là 65 ở dưới này thì các bạn để ý thì chúng ta sẽ có một cái kim dây và kim dây này là 60 phút nó sẽ giật một lần về không các bạn nhé đây là một cái thiết kế phải nói là cực kỳ độc đáo lạ và cái thiết kế của chiếc Breguet này nó sẽ là dial trong dial. Ở phía trên này các bạn sẽ thấy logo là Breguet cùng với cái series là 4562. Và ở phía trong này các bạn sẽ thấy một cái dial đặt lệch xuống góc 6 giờ. Dưới này thì chúng ta sẽ có dòng chữ là Sweet Key Main. Đó, và cái dial đặt lệch này tạo cho chiếc đồng hồ một cái vẻ mà bất cân uh, bất đối xứng, nhìn nó sẽ lạ hơn so với những chiếc đồng hồ khác. Đó, và các bạn có thể thấy rất là rõ à, kính của chúng ta là kính hơi cong nhẹ và nó được làm bởi chất liệu là sapphire rất là tốt cho nên các bạn sẽ thấy nó rất là trong trẻo để chúng ta có thể ngắm nhìn toàn bộ cái mặt số ghi lốc uh, rất là đẹp này của Breguet phía bên phải thì chúng ta sẽ có cái núm chính và chúng ta sẽ có hai cái phần như các bạn thấy ở đây là hai phần thân của dòng classic bao giờ nó cũng sẽ có những cái phần sổ dọc này rất là đẹp và càng của nó thì càng nó ngang ra và hơi cong nhẹ chéo xuống ở đằng sau thì các bạn sẽ thấy ngay cái bộ máy tuyệt tuyệt vời của Breguet. Nói chung là Breguet là một trong những cái thương hiệu dress watch mà mình thấy là đáng chơi và đáng siêu tầm nhất với những cái thương hiệu lớn. Và bộ máy Breguet này thì là bộ máy 516 DRSR và đây là một trong những bộ máy cũng có cái thông số rất là tốt. Bộ máy được hoàn thiện thủ công và lắp ráp thủ công bởi những người thợ của Breguet và các bạn có thể nhìn thấy cái củ văng của nó được làm hoàn toàn bằng vàng và cũng với truyền thống là làm cái Glock uh, main với uh, máy Rossi Engine phía trên này các bạn sẽ thấy là logo Brege ở phía trong và chúng ta sẽ có cái mã máy được in ở đây đó là 516 DRSR và bộ máy này của chúng ta thì sẽ có là 34 chân kính có 65 stick cord và các bạn sẽ có tần số là 4 hẹp tương đương với 28.800 Đấy sau này thì chúng ta sẽ thấy những cái chuyện vàng như ở phía bên này là chuyện cân tiểu ly và chuyện uh, đầu chói Bắc Na phía bên này là chuyện đờ búa và chuyện 750 à, như thường lệ ở mặt sau của dòng reggae của chúng ta thì sẽ đều có những cái mà vân sóng uốn lượn này à, rap của chiếc này là năm 2007 à, các bạn cần full rap thì các bạn có thể nhìn thấy tên của chiếc video này đi kèm thì chúng ta sẽ có một sợi dây da cá sấu Đó, đen bóng Đó. và các bạn sẽ có một cái khóa gập reggae khóa gập reggae rất là đẹp Tất cả đều được làm bằng vàng khối, giống như cái phần thân của chúng ta được làm bằng vàng khối à, Bộ kim nung uh, xanh, bộ kim uh, truyền thống của Brege nung xanh uh, đem đến đẳng cấp cho chiếc đồng hồ này Và chiếc đồng hồ này hiện tại bên mình thì giao lưu anh em với mức giá là 225 triệu thôi à, Size 39mm và mỏng khoảng 9.85mm à, Cực kỳ phù hợp với anh em nào tay 16.5cm trở lên và anh em yêu, yêu thích đồng hồ Dress Thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video nhé cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video và sẽ hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của iSet. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.